Namo Buddhaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Thamma trên mạng internet mới qua banh thoát Facebook và Zoom, và con kính tri ân sư, cảm ơn đạo tràng. Mỗi ngày 2 giờ giờ mùa đông Việt Nam, từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối. Hilton từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng. New York từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng. Cali từ 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Paris từ 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều. Sydney 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Bài học hôm nay thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2020, Phật 2564, giáo trình thắng pháp Abhidhamma, bài 53 thuộc tánh nhu tánh Kaya Mudita, thuộc tánh nhu tâm Chitta Mudita, biên soạn tỳ kheo Giác Đẳng, và sẽ được ngài Tỳ Siêu dẫn nhập thượng tọa Giác Đẳng giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Con kính nhân minh trang sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, vật ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hổ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã văn tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thân vấn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo, và cảm ơn nguyên sinh cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ ngài Tỳ Siêu vừa quan tâm nhập đạo tràng. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình thắng pháp Abhidhamma, bài 53 thuộc tánh nhu tánh Kaya Mudita, thuộc tánh nhu tâm Chitta Mudita, thượng tọa Giác Đẳng giảng giải. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tỳ Siêu từ dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chư Thịnh Văn Đệ Tử Phật. Kính chào Thượng Tọa Giác Đẳng cùng chư Tôn Đức Phật, thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, một trong những đặc tính của
tâm tịnh hảo, tức là trạng thái mềm mỏng, mà chúng ta gọi là mudita hay gọi là nhu. Thực ra thì kaya mudita dịch thực chữ là nhu, là nhu tâm, nhu thân, chứ tâm của tôi là nhu tâm. Nhưng mà vì chữ thân ở đây đó, cai giác là để chỉ cho ba quẩn thuộc tâm sở, tức là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn. Còn tâm ở đây là để chỉ cho thức quẩn. Cho nên Thượng tọa Giáo Đẳng gọi đó là nhu tánh nhu tâm. Mặc dù nhu tánh nó không có đúng chữ, nhưng mà đã nấu lên cái sở hữu, cái tâm sở. Tuy nhiên khi mà đọc bài thì chúng ta hơi bị trẹo miệng chút. Bởi vì thay vì chúng ta nói tâm sở nhu tánh, tâm sở nhu tâm, thì còn ở đây chúng ta nói thuộc tánh như nhu tánh, thuộc tánh kinh tánh. Thì đã là thuộc tánh, chữ tánh đó với chữ tánh này nó lại điệp ngữ, nó điệp ngữ do đó cho nên chúng ta đọc hơi khó. Ở đây thưa quý vị, hai cái tâm sở này, vô tánh và vô tâm, nó có cái đặc tính là mềm, mềm dẻo. Mềm ở đây không phải là cái mềm của vật chất, mà cái mềm, mềm ở đây chữ mềm này đó, bút bút này, tức là trạng thái đối lập với cái đặc tính cứng nhắc cực đoan, cứng nhắc cố chấp cực đoan của tâm bất thiện. Cho nên một cái thứ tâm sở thuộc tánh á, nhu tánh á, thì nó làm cho các pháp đồng sanh như là tâm sở thọ tưởng hành, tâm sở thọ tưởng hành và các cái tâm sở thuộc về hành quẩn. Nó được mềm mại. Còn cái thuộc, còn cái tâm sở mà thuộc về nhu tâm thì làm cho tâm trạng thái mềm mại. Chính thức sẽ nghe cái ý nghĩa này qua sự giảng giải của Thượng tọa Giác Đẳng. Vì giảng sư trong ngày hôm nay thuyết giảng, ngày thứ năm hôm nay chúng tôi cũng rất là mệt, vì chúng tôi dạy trên học viện từ sáng cho đến chiều. Chúng tôi mới về cách đây một tiếng đồng hồ. Cho nên nếu khi nào chút xíu nữa, sau khi Thượng tọa Giác Đẳng giảng xong, có thể nhờ, có thể thỉnh Thượng tọa Pháp Tân, Đức Phật Tính, Quan Hỷ
Dạ, xin cảm ơn sư đệ. Bây giờ xin mời cô Nhật Quỳnh đọc cho chánh kinh bài học. Sau đó xin cùng thỉnh thượng tọa giáo sư Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, sa thú thành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài Tề Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Và con cũng xin thay mặt đại chúng trong rừng kính thỉnh sư, tính thỉnh ngài đi nghỉ sớm và chúc ngài có nhiều sức khỏe. Dạ, con xin được đọc bằng chánh văn. Bài 13 thuộc tánh nhu tánh. Ca Yamudutta thuộc tánh nhu tâm. Chết Tamudutta hai thuộc tánh. Nhu tánh Ca Yamudutta và nhu tâm chết Tamudutta. Nếu được hiểu chính xác, cần hiểu pháp đối lập. Vì sự mềm mại thường dễ hình dung qua vật lý hơn tâm lý. Hai pháp này ít khi được nói tới trong kinh, điển bằng chính trạng thái ôn nhu và được gọi bằng nhiều tên khác sẽ được đề cập ở đoạn sau. Nói chính xác, nhu tánh, nhu tâm là gì? Nhu có nghĩa là mềm dẻo. Đây là trạng thái đối lập với cứng nhắc, thiếu linh động, thiếu uyển chuyển. Sự mềm dẻo này giống như ý nghĩa của câu ngạn ngữ răng cứng thì gãi, lưỡi mềm bòn, hoặc như câu nhu thắng cương, nhược thắng cường. Trong đạo học của Trung Hoa thì chữ nhu được xem là đặc tánh của người quân tử có thể hiểu biết. Nhu tánh, nhu tâm theo cách nói vị mâu, trạng thái đối lập của nhu tánh, nhu tâm là tà kiến và ngã mạn. Cả hai pháp đối lập đều mang đặc tính cứng nhắc, cố chấp, cực đoan. Nhu tánh, nhu tâm trái lại là sự mềm dẻo. Dạ, con xin đọc lại. Nhu tánh, nhu tâm trái lại là sự mềm mỏng, cởi mở. Điều này khiến cho các pháp đồng sanh trở nên linh hoạt. Hai thuộc tánh này giúp cho những tâm pháp đồng sanh không rơi vào sự căng ngạnh, cực đoan, giống như trong một gia đình. Có người luôn biết dùng lời từ tốn, phải chăng để hóa giải các cực đoan của những thành viên. Nhu tánh, nhu tâm theo cách đại loại. Trong kinh Tạng, nhu thuận được đề cập với nhiều tên gọi là hình thái. Đức tánh dễ dãi của người học trò, thái độ sẵn sàng, phục thiện của người có lỗi, tinh thần hài hòa với các pháp lữ đồng phạm hạnh là một số đơn cử về thái độ nhu thuận. Đức tánh này rất cần thiết cho một người tu tập hấp thụ giáo pháp hay sự hướng dẫn từ vị thầy. Cũng chính sự ôn nhu tạo nên không khí hòa ái cho những người đồng tu. Có thể nói một hình ảnh tiêu biểu cho sự nhu hòa trong cuộc sống là Tôn giả Sariputta, một bậc trưởng lão đại trí tuệ nhưng luôn ôn tồn trong lời nói, hòa ái trong cách cư xử được ghi lại qua nhiều giai thoại. Ngữ và nghĩa, nhu thuận không nghĩa là thiếu lập trường mà chỉ mang ý nghĩa là không cố chấp, không tự thị. Trong ngôn ngữ dân gian có từ ngữ ba phải, chỉ cho người thiếu lập trường, dễ dãi trong sự quyết đoán thì không phải là trạng thái nhu thuận. Hiểu ở đây, những trạng thái này đôi khi cần định nghĩa rõ, vì sự khác biệt đôi khi trong đường tơ kẻ tóc nên cẩn thận. Mềm mỏng và thích nghi là hai trạng thái khác nhau. Mềm mỏng trong ý nghĩa thuộc tánh là nhu tánh, nhu tâm. Thích nghi là thuộc tánh, là thuộc. Dạ con xin đọc lại chỗ này. Thích nghi là thuộc tánh, thích nghi là thuộc thích tánh, thích tâm. Ý nghĩa như trong câu nói: ở bầu thì tròn, ở ấm thì dài, thuộc về thích tánh và thích tâm, chứ không phải là nhu thân, nhu tâm. Cả hai có thể tạo thành khả năng uyển chuyển như nhu tánh, nhu tâm
là sự mềm dẻo để tồn tại, chứ không nhất thiết để hòa quyện. Minh họa và kính mong đạo tràng vào trong đường kinh của Nguyên Sư, Nguyên Xuân đưa lên sẽ thấy được hai bản minh họa. Điều đã nói và điều sắp nói. Bài học trước là thuộc tánh kinh tánh và thuộc tánh kinh tâm. Bài học tiếp theo sẽ là thuộc tánh thích tánh và thuộc tánh thích tâm. Dạ, kính văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Đắc Đẳng Từ Bi dẫn giải bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính lễ chư Tôn Đức Thượng Trào Tất Cả Quý Phật Tử. Thưa quý vị, có những trạng thái mà chúng ta thường hiểu về vật lý hơn là tâm lý. Đặc biệt là trong phần thuộc tánh tình não đó. Như lần trước chúng ta học về khinh tánh và khinh tâm. Thì chỉ khinh là nhẹ. Mình nói đến trọng lượng nặng và nhẹ thì nó thuộc về vật lý nhiều hơn. Và tuần này thì chúng ta sẽ bắt gặp một cái cặp tiếp theo, đó là nhiều tánh nhiều tâm là mềm. Nhẹ cũng là một cái gì mà chúng ta thì liên tưởng đến vật chất, và mềm cũng liên tưởng đến vật chất. Nhưng mà thật ra thì trong cái đời sống vật chất hay tâm lý thì nó đều có nhẹ nhàng và mềm mỏng. Nếu nhẹ nhàng thì chúng ta đã nói từ kỳ trước rồi. Kỳ này thì chúng ta nói sang cái gọi là mềm mại của tâm ý. Trước khi nói về sự mềm mại này thì chúng tôi nghĩ rằng có nhiều người trong chúng ta rất là khó để hình dung chính xác điều này. Khi mà chúng tôi nhớ là ngày Hòa Thượng Hộ Giác còn sống đó, thì ngày tập yoga mỗi ngày, và có những học trò đệ tử nào gần ngày đó, thì ngài cũng chỉ để tập yoga, bởi vì ngài bị tiểu đường hồi ngày 47 tuổi. Thật ra ngày tập yoga như một cách thể dục mà rất là dễ dàng. Thưa quý vị, cái việc mà chúng tôi muốn, điểm mà chúng tôi muốn đề cập đó ở tại đây đó, là khi mà mình tập yoga đó, mình mới hiểu rằng nó có hai cái trạng thái của thân. Đó là trạng thái sơ cứng và trạng thái mềm dẻo. Vị nào mà có quen với những người tập yoga thì quý vị biết là trong thế Hatha Yoga đó có cái thế gọi là gập người xuống. Nếu chúng ta không tập yoga bình thường, đứng nói chuyện hay ngồi nói chuyện thì ai cũng giống nhau hết. Nhưng một khi mà mình có tập yoga rồi thì mình hiểu là người có tập và người không tập nó rất khác. Và cái khác mà quan trọng nhất đó là sự mềm dẻo. Một người có tập thì cúi gập người xuống rất là dễ dàng. Chúng tôi lấy ví dụ như là khi mà Hòa Thượng có mất, có những buổi sáng mình chúng tôi đi xa với Hòa Thượng thì ở chung phòng, Hòa Thượng gập người xuống thì cái mặt này có thể chạm vào gối và chạm sát xuống, và cái tay của ngài có thể sờ hai bàn chân của ngài khi mà hai bàn chân thẳng ra và hai bàn chân thẳng ra. Nó thẳng đó một cách khác là một con người gặp làm hai. Khi nào quý vị thử quý vị gặp là khó lắm nếu mà chúng ta không tập. Thì cái việc mà
cái khả năng gặp người thứ hai chúng ta gọi là trạng thái mềm dẻo, và cái trạng thái mà chưa luyện tập đó, thì những người yoga hội là trạng thái sơ cứng. Dạ, sơ cứng. Cái đó mình mới thấy rõ ràng. Bình thường mình rờ vào tay chân mình thấy da thịt thì nó mềm, xương thì nó cứng, giữa mắt cá ống quyển thì nó cứng là tại xương, nhưng mà ở trong thân mình có trạng thái mềm dẻo. Đối với tâm lý, thưa quý vị, chúng tôi sống ở trong chùa đó, thì những người vào tu trong chùa có hai hạng người mình thấy rất là biểu lộ, là một hạng người gọi là nhu thuận. Nhu thuận là vào chùa để làm gì? Vào chùa để tu và để học. Tu là được hấp thụ. Tu là mình chuyển hóa. Thì có những người mà cái khả năng hấp thụ và chuyển hóa của họ đó thì tương đối rất là dễ. Chỉ cần được nghe cái lời nói hay họ hoan hỷ, được học cái mới họ hoan hỷ, được thay đổi đời sống tốt hơn họ hoan hỷ. Nhưng mà có những người, quý vị, họ cũng muốn tu, họ cũng muốn học, nhưng mà cái gọi là cái thói quen, cái gọi là cái tập khí thì khó thay đổi. Dạ, rất khó thay đổi, khó lắm. Nó khó thay đổi đến nỗi mà thay vì việc đó người ta chỉ trong 1-2 ngày là họ sẽ thay đổi được, những người này vài ba tháng, vài ba năm cũng khó thay đổi được. Chúng tôi biết có một vị bán thế xuất gia, mà vị này có cái thói quen là gọi mấy vị sư kêu ông này ông kia, mà vị này thích như vậy, và vị này nghĩ rằng gọi như vậy là thân thiết. Thì có một lần chúng tôi có nhắc, chúng tôi nói không nên gọi như vậy, nhất là mình là một tu nữ. Thì vị này nói đâu có sao đâu, con thấy ngày hậu giác này cũng gọi mấy sư là ông này ông kia. Thưa quý vị, cho đến bây giờ thì chúng tôi cũng gần như là toàn là không có hy vọng gì thay đổi người đó, là chúng tôi đứng thêm thôi. Dạ. Cái tánh ý con người mình đó, trên viện tâm lý thì nó cũng có cái thói quen, và đặc biệt ở trong kinh thì nói đến hai cái thuộc tánh mà nó tạo nên cái sự sơ cứng của tâm của mình. Một là tà kiến. Tà kiến nghĩa là mình cương quyết, mình cố chấp một chuyện gì đó, cho dù được nghe bất cứ lý lẽ gì, cho dù điều đó có phản với sự thật, có sai với sự thật, cho dù điều đó có hại đi nữa, nhưng mà mình tin thì vẫn tin như vậy. Yeah. Tôi đã tin thì trời gồng không giả, đó là tà kiến. Yeah. Chúng ta gọi là tin bất chấp, tin bất kể. Bất chấp, bất kể đó, đó là một trạng thái đối ngược lại với cái tâm nhu nhuyến, nhu thuận. Và một trạng thái thứ hai là một cái trạng thái của ngã mạn. Ngã mạn tức là sống bằng cái quan niệm nhân ngã vi thứ. Dạ, đối đãi tôi hơn người, tôi bằng người, tôi thua người, đặt nặng cái tôi, cái ta trong đó. Thì chú biết cái trạng thái này đó, nó dẫn đến cao ngạo, dẫn đến thị, dẫn đến mặc cảm, dẫn đến nhiều thứ. Và hai cái trạng thái tà kiến, ngã mạn được xem như là hai cái trạng thái thô cứng của tâm lý. Nếu một ví dụ là mình sống ở trong một cái tập thể, ở trong một tổ chức, tham dự một phiên họp, hay đi chơi với một đám đông, một cái người mà nặng về cái tôi, cái ta đó, luôn luôn phải làm sao cho người ta khác thấy rằng tôi là quan trọng, mọi người phải quan trọng tôi, thì
Một người như vậy, cái tâm họ không có hòa, không có trang hòa với mọi người. Một người có tâm trang hòa mọi người là mong làm sao mọi người được an lạc, mong làm sao mọi người được lợi ích. Như trường hợp là chúng ta vào sinh hoạt ở trong lớp Phật Pháp Buddha Dhamma này, Chư Tăng thì cố gắng để trình bày Phật Pháp để cho quý Phật tử được hiểu, hiểu những điều đã học rồi, học thêm những điều chưa học, và có cái tâm kính trọng lẫn nhau, có cái tâm kính trọng đối với người nghe, kính trọng đối với Pháp Bảo, thì nó làm chuyện khác. Nhưng mà nếu mà chúng ta sinh hoạt ở đây mà chúng ta đặt nặng cái tôi, cái ta, tôi thế này, tôi thế kia, dễ bị tự ái và đụng chút là mình ghét, thì thật ra chúng ta sẽ thấy không khí nó khác, khác hoàn toàn. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta đụng đến cái nhân ngã bỉ thử, đụng đến cái quan niệm về cái tôi, cái ta, thì cái giá trị thật nó sẽ mờ nhạt đi. Một khi mà chúng ta lấy chánh pháp làm trọng, lấy Phật Pháp làm trọng, thì vấn đề quan trọng không phải là ai hay, ai dở, ai đẹp, ai xấu, mà vấn đề là chúng ta học được Phật Pháp hay không, chúng ta có nghe được Phật Pháp hay không, chúng ta có hiểu được Phật Pháp hay không. Và Phật Pháp đó chúng ta nói đó là nói có hợp với kinh điển hay không, hay là chúng ta nói là dùng Phật Pháp để tô điểm cái ngã của mình. Quý vị thấy có nhiều khi chúng ta nêu một vấn đề gì đó, chúng ta tự siêu, chúng ta nói để chúng ta lật lại, chúng sẽ giải một chút. Thật ra thì với cái tuổi đời cũng như là với sự giảng dạy thường tọa thường siêu, thường tọa cũng thế, nói đại, đưa ra một câu hỏi đại, ồ nó như vậy, tôi nghĩ nó như vậy đó, nhưng mà tại sao mình phải như vậy? Nói là vấn đề tồn nghi thì cứ tồn nghi, vấn đề khó hiểu thì lực sơ giải kinh điển ra đơn giản như vậy. Cái việc mà giảm đi cái tôi, cái ta đó, nó giúp cho chúng ta mềm mại, mềm mỏng hơn. Nếu mình sống mà mình nghĩ rằng vì cái lợi ích chung, vì cái hạnh phúc chung, thì con người, cái tâm tư của chúng ta nó sẽ mềm mại hơn. Còn mình nghĩ rằng mọi người phải biết tôi là ai, tôi thế này, tôi thế kia, trong hoàn cảnh nào, dùng cái tôi đó để mở cái cửa. Chúng tôi nhớ rằng có những lần mà đi xa đâu với một người khó tính thì mọi người cũng phải dè chừng, tại vì nếu không có khéo thì làm cho người đó nổi nóng, làm cho người đó nổi giận, làm cho mọi người bất vui. Và ngay cả cái khó tính người đó làm cho mọi người bất vui rồi. Thì ở đây chúng ta phải nói rằng trên diện tâm lý, sự mềm mỏng, mềm dẻo, nó là một cái tố chất mà tương đối là khó hình dung. Và để hiểu điều này đó, thì chúng ta phải nhìn vào cái pháp đối lập. Cũng như là chúng tôi nói rằng muốn hiểu được cái sự mềm dẻo của cân, của thân, mình phải tìm thấy cái sự sơ cứng của thân. Mà muốn tìm hiểu cái ý nghĩa của cái nhu thuận của tâm đó, thì chúng ta phải tìm hiểu cái trạng thái cố chấp, trạng thái cứng nhắc của tà kiến, của ngã mạn, thì chúng ta mới cảm nhận được thế nào là cái sự nhu nhuyến của một nội tâm không có cực đoan, không có cố chấp cứng nhắc. Thật ra thì nhu là một cái đặc tính được đề cập nhiều ở trong đạo học Trung Hoa và ở trong cái văn hóa của chúng ta. Lấy ví dụ như
chúng ta biết người Trung Hoa có những câu nói rằng nhu thắng cương, nhược thắng cương. Cái mềm nó sẽ thắng được kỹ, cứng rắn, mềm mại thắng được rắn. Và mình dùng cái thế yếu đó để mình thắng cái mạnh. Đó là một nghệ thuật. Và nghệ thuật đó không phải là một thứ lý tưởng, mà nghệ thuật đó đó nó là một cái thực tại. Hai cái thực tại mà chúng ta được biết, nhiều họ nói cái lưỡi mềm thì còn, mà răng cứng thì gãy. Lâu lâu thì chúng ta cũng nghe nói là nói muốn gãy lưỡi, nhưng mà chúng tôi cũng chưa biết ai có ai nói chuyện nhiều gãy lưỡi không, nhưng mà gãy răng thì có. Gãy răng thì có. Người Nhật Bản họ còn đi xa hơn, là họ còn tạo ra một cái môn võ học gọi là nhu đạo. Nhu đạo trong người Nhật Bản đó, nó là cả một thứ triết lý. Họ không dùng cái lực chọi lực, mà họ có họ dùng cái thế để họ chuyển cái lực. Cái chuyện mà đối đầu lấy sức chọi sức thì cái đó không có trong nhu đạo. Chúng tôi không học võ, nhưng mà chúng tôi có đọc một số sách về nhu đạo đó, thì quả thật là người học về nhu đạo đó thì họ luôn luôn họ nghĩ đến cách dùng thế, và đây là một thứ nghệ thuật. Một ở trong những cái đặc điểm của Phật học Phật pháp và của đạo Phật nói chung được là cái đức tánh bao dung. Nói về đức tánh bao dung này đó, thì chúng ta nghe ở trong tánh có chữ gọi là tolerance. Tolerance là hay là động từ là tolerate. Và tolerate tức là cái khả năng chấp nhận bao dung. Lấy ví dụ như là đối với Phật pháp, chúng sanh là chúng sanh. Nếu mà mình thù hận, mình ghét người khác là vì cái nhìn về giới tính, về về chủng tộc, về thứ này thứ khác, thưa quý vị, thì cái nhìn đó là cái nhìn của kỳ thị. Còn Phật pháp đó, thì khi đi truyền bá vào một cái xứ nào đó, thì chúng ta thấy rằng mỗi một cái văn hóa và đón nhận Phật giáo đó mang một cái sắc thái khác nhau. Cái sắc thái đó là Phật pháp có một cái khả năng bao dung. Mà trong trong một kinh có một lần Đức Phật nói rằng này chư tỳ kheo, chớ có đi quá xa vượt khỏi ý nghĩa của ngôn ngữ địa phương. Điều đó có nghĩa là khi mình đến xứ đó, người ta xài cái chữ đó mang nghĩa đó, thì không phải mình nói rằng mọi người phải hiểu theo ý của tôi, ý của Phật pháp như vậy, mà ở một cái chừng mực nào đó thì chúng ta tạm có thể chấp nhận. Thưa quý vị, chúng tôi biết rằng những người mà về tôn giáo đôi khi có một cái tính cách gọi là bảo thủ. Đạo phải thế này, đạo phải thế kia. Một cái truyền thống Phật giáo rất là bảo thủ là Phật giáo Nam Tông đó. Thì chúng tôi phải thưa với quý vị rằng khi mà về Thái Lan, về Miến Điện, về Tích Lan đó, thì chúng tôi thấy mỗi nơi mái chùa khác nhau hết. Mái chùa của Miến Điện không giống mái chùa của Thái Lan. Mái chùa Thái Lan không giống mái chùa Tích Lan. Tượng Phật cũng vậy. Dĩ nhiên là tam tạng thì giống nhau, sự hành trì về giới bổn giống nhau, nhưng mà Phật giáo đã cho phép rất là nhiều những cái phong tục tập quán. Chúng tôi lấy một ví dụ như là ở bên Thái Lan đó,
thì có hai dạng ngôi chùa. Một ngôi chùa gọi là Quách Ba, chúng ta gọi là Lâm, Thiền Lâm, gọi là Thiền Tự, gọi là chùa Chùa Rừng, rồi một cái là Quách Ba, tức là chùa làng. Thì thưa quý vị, ngôi chùa làng đó, nó phân nửa là ngôi chùa và phân nửa là cái đình. Tại sao chúng tôi gọi là cái đình? Là bởi vì các quốc gia Phật giáo Nam Tông là làng nào cũng có chùa, nhưng mà không phải chùa lung tung như người Việt Nam chúng ta. Việt Nam chúng ta ở trong làng có chùa lớn chùa nhỏ, ở bên Miên, bên Lào, bên Thái, bên Miến Điện thì cất một ngôi chùa là nó ra ngôi chùa, và trong một làng chỉ có một ngôi chùa thôi, gọi là Quách Bán, tức là chùa làng. Mà chúng tôi nói ngôi chùa làng nó giúp cái đình là bởi vì vì lớn vì nhỏ gì họ cũng vào chùa. Ở trong chùa thì ngoài cái chánh điện thờ Phật thì có cái xã la, tức là cái phước xá. Rồi phước xá là nơi mà có thể tổ chức lễ được. Rồi ở trong đó có chén bát nồi niêu để tổ chức những lễ lớn được. Người Thái Lan các thì bất cứ việc gì lớn quan trọng họ cũng đem vào chùa hết, ở miền quê. Tại vì sao? Ở nhà đâu có chỗ đâu, ở nhà không có phương tiện. Và từ đời ông cha cho đến đời con cháu đều đóng góp công cụ vào ngôi chùa. Rồi nếu mà quý vị đến một ngày ngôi chùa ở tại Bangkok, mà những người Phật tử Nam Tông á cũng sẽ hơi ngạc nhiên, ví dụ chùa Quách Bà Hà Tháp. Thì trong ngôi chùa lại có những cái trường học dạy chữ, có những cái nơi mà dạy về massage, về đấm bóp theo truyền thống của theo cái gọi là đông y của Thái Lan. Rồi có chỗ dạy về những cái vũ điệu múa theo nhạc cụ âm, một cái truyền thống cổ truyền của Thái Lan. Đó là một trung tâm văn hóa. Thì thứ gì những đó đó, nếu mà đem vào một cái ngôi chùa của Việt Nam, ngôi chùa Tam Tông Việt Nam thì sẽ có nhiều người phản đối ầm ĩ. Nhưng mà chúng tôi thưa rằng cái ngôi chùa ở các xứ Phật giáo Nam Tông đó, bên cạnh cái một cái phần nào đó là cái nơi tu tập của chư tăng á, thì họ có phần nào là một cái nhà cộng đồng, một cái community center. Ngoài ngôi nhà cộng đồng có là một trung tâm văn hóa. Dạ, trung tâm văn hóa. Thành ra ngôi chùa trở thành một cái đình, ngôi chùa trở thành trung tâm văn hóa, nơi sinh hoạt cộng đồng. Chúng tôi nói điều đó ra đó để các vị thấy rằng ở tại các cái xứ mà gọi là Phật giáo, gọi là Phật giáo rất là chiếm cái phần đại đa số, rất là mạnh, rất là rõ nét đó, thì Phật giáo có một cái sự quyển chuyển, có một sự bao dung, chứ không phải là có cái quan niệm như vậy cho phải như vậy, cứng nhắc, giống như chúng ta nghĩ, không phải. Thật ra nếu người nào không hiểu điều này đó, thì khó hiểu Đạo Phật. Chúng tôi nói như vậy, Đạo Phật là một tôn giáo đặc biệt, rất là bao dung. Chúng tôi lấy ví dụ như là thời Đức Phật còn tại thế đó, Đức Phật cho phép chư tỳ đi khất thực. Phật tử họ có cái gì họ ăn cái đó. Mà ngày hôm nay đó thì có nhiều người họ quan điểm rằng quý vị tu sĩ Phật giáo là phải ăn chay. Nhưng mà chúng tôi thưa quý vị, nếu mà cái quan niệm đó nó trở thành một quan niệm tuyệt đối đó, thì nó rất là khó tồn tại. Ví dụ như là Phật giáo lên trên Tây Tạng thì làm sao đủ rau cải đâu mà ăn. Ngày nay thưa quý vị, nếu mà quý vị sang Bắc Âu, những thứ như Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan, thì rau cải nó đắt gấp mấy lần những thức ăn không rau cải. Hay hoặc giả là ở tại Miến Điện một ngày nhé, có cả triệu tu sĩ, có gần 600.000 vị tỳ kheo Sa Di sống bằng thực phẩm khất thực.
Nếu mà Phật tử phải nấu riêng cho chư tăng ăn, thật ra không ai, chứ tôi bảo đảm cái điều mà ai khả năng nấu cái gì. Tưởng tượng là một quốc gia mà có cả triệu người tu, mà mỗi ngày Phật tử cúng dường, thì cái đơn giản là họ ăn cái gì thì họ cũng cúng dường cho ăn cái đó thôi. Đó là một cái nhìn mà tương đối rất là thoáng, rất là rộng. Thật ra Phật giáo đó, đến một cái nền văn hóa của quốc gia nào thì Phật giáo luôn thích nghi. Cái đó chúng tôi gọi là một cái đức tính nhu ở trong Phật giáo. Nhu có nghĩa là bao dung, và nhu là bao dung. Trong sự bao dung đó có thể chuyển tải được cái đạo lý, chứ không phải là một quan điểm cứng nhắc. Chúng ta ngày nay thường rơi vào trong cái tình trạng gọi là bảo hoàng hơn vua. Và bảo hoàng hơn vua là một cái quan điểm rất là cực đoan, rất là cực đoan. Quan điểm cực đoan đó là chúng ta hay từ chối cái khả năng bao dung, khả năng chấp nhận. Và chúng ta hiểu được cái khả năng bao dung này, thì chúng ta hiểu được cái tinh thần bao dung của đạo Phật. Chúng tôi đọc nhiều quyển sách của người Tây Phương, họ khi viết về đạo Phật thì họ có nói tới một việc là một ở trong những cái đặc điểm của đạo Phật mà họ rất là thích thú, đó là tinh thần bao dung của đạo Phật. Căn bản mỗi một con người là một chúng sanh, và một chúng sanh thì cần được tôn trọng, cho dù chúng sanh đó là chủng tộc nào, văn hóa nào. Giáo hoàng John Paul II đã từng làm một việc là gửi cái lời thống hối đến một số các quốc gia Nam Mỹ, nơi một nền văn hóa địa phương đã bị tiêu diệt. Chúng ta nói thế kỷ thứ 14, 15, 16. Chúng ta nói đến những cuộc truyền bá của những vị giáo sĩ dòng tên ở bên Thiên Chúa Giáo, sửa thông tên là dòng mà họ đặt nặng vấn đề truyền giáo, và họ cũng đặt nặng với được khoa học. Nhưng một trong những cái tính cách của giáo sĩ dòng tên đó là họ không có bao dung. Và họ triệt để tiêu diệt những nền văn hóa khác. Chúng ta đọc lịch sử, có những cái cuộc mà đốt phá bao nhiêu là những cái tài liệu, bao nhiêu là những cái văn hóa phẩm của những người sống ở tại tầng thế giới. Tầng thế giới là châu Mỹ. Thí dụ như là ở Mỹ Tây Cơ, xuống dưới Trung Mỹ, rồi Nam Mỹ, v.v. Và những cái nền văn hóa đó, họ bị xói mòn, họ bị tiêu diệt, bị triệt tiêu. Và những số người mà còn lại thì phải theo Thiên Chúa Giáo, thì lâu ngày họ không còn cái bản sắc, hay là còn rất ít cái bản sắc nguyên thủy của họ nữa. Thì phải nói rằng những vị giáo sĩ dòng tên đó, khi họ truyền giáo đó, thì họ rất là thiếu cái sự bao dung, họ rất là mạnh mẽ. Và bây giờ thì dần dần là cảm thấy rằng những cái cuộc mà xâm thực văn hóa, những cái chuyện mà triệt tiêu văn hóa như vậy đó, nó không có lợi cho nhân loại. Và những cái nhà học giả Tây Phương trước khi mà họ nghiên cứu về đạo Phật thì họ thấy rằng đạo Phật đến một quốc gia nào, một cái văn hóa nào, một xã hội nào, làm đẹp cho nền văn hóa đó, làm giàu cho nền văn hóa đó, chứ không lấy đi những cái tinh hoa nền văn hóa đó, đồng hóa nền văn hóa đó, làm biến dạng nền văn hóa đó. Chúng tôi có một vài lần mà đi sang một cái vùng mà gọi là Sisombana. Sisombana ở trong tiếng Trung Hoa chúng ta gọi là Tây Sông Bản Nặng, tức là miền nam của cái tỉnh gọi là tỉnh Vân Nam. Thì thưa quý vị, Vân Nam là một cái tỉnh của Trung Quốc mà có rất nhiều cái sắc tộc thiểu số. Thì ở tại những sắc tộc này ở Tây Sông Bản Nặng á, đa số là theo Phật giáo Nam Tông, tại ảnh hưởng Miến Điện, ảnh hưởng Thái Lan, ảnh hưởng Miến Điện. Và người ta nói rằng cái sắc tộc nào mà theo Phật giáo thì sắc tộc có chịu biết, sắc tộc nào không theo Phật giáo họ không có chịu biết. Mà đa số sắc tộc Phật giáo chỉ biết, tại vì sao? Theo đạo Phật, Phật giáo thì phải học kinh, chứ là kinh Pali, thì họ phải được dạy chịu biết, và nhờ như vậy thì sống họ văn minh hơn. Nhưng mà một điều rất là rõ ràng là người Tây, người Nùng, người Dao, vân vân, khi họ theo Phật giáo
thì họ vẫn giữ được bản sắc của họ. Và chúng tôi nghĩ là đó là một hình ảnh rất đẹp. Phật giáo đến với Thái Lan, Phật giáo đến với Miến Điện, Phật giáo đến với Tây Tạng, Phật giáo đến Lào, Campuchia, không xóa đi cái bản sắc riêng của, mà chỉ góp phần vào làm đẹp thêm. Bởi vì sao? Cái đặc tính bao dung là một trong những cái đặc tính của Phật giáo. Sĩ chúng tôi nói hơi dài về điểm này đó, là bởi vì thứ gì? Cái chất mà gọi là nhu, cái đức tính nhu, hay là thậm chí người Nhật Bản họ gọi đó là đạo, như chúng ta nghe nói nhu đạo chẳng hạn. Nhu đạo là một cành của võ học, nhưng mà nhu cũng là một cái nét của đạo. Cái nét này rất là quan trọng trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Sự thân thiện là thái độ nhu thuận. Tính dễ dãi là một thái độ nhu thuận. Tinh thần cởi mở, đó là tính của nhu thuận. Cái tinh thần dám đối diện với sự thật, chấp nhận với sự thật, đó là cái nhu thuận. Tinh thần cầu tiến, chịu học cái mới, chịu cải thiện cái đang làm, cái đang có, nó cũng là tính nhu thuận. Cái này nó khó, rất khó. Một con người mà cố chấp, con người cực đoan, khó hấp thụ được cái hay, khó học được cái mới, và khó có thể chuyển hóa đời sống của mình. Chúng tôi nhớ rằng hồi trước chúng tôi nghe nói cái này chúng tôi không biết nhiều, bởi vì họ nói là những người mà dạy đàn, dạy nhạc, mà họ dạy cho người không biết gì nó dễ hơn là những người đã bao giờ biết không tới. Nó có một số cái khó sửa lắm, rất là khó sửa. Bởi vì sao? Là cái biết mà biết rồi là biết không tới, thì sao nó có ai sửa mình, nó khó hơn là chưa biết gì hết, họ dạy từ đâu. Bởi vì nhu là một cái một ở trong những cái gọi là cái đặc tính, gọi là cái đạo, là một cái đức tánh mà nó có lợi phương diện tâm lý. Và tôi nhắc quý vị là để hiểu cái đặc tính của nhu về tâm lý đó, thì chúng ta cần biết cái trạng thái đối lập, đó là ngã mạn, tà kiến, hay là cái cố chấp, hay là cái tính mà có tính cách là nặng về sự bảo thủ cứng nhắc, thiếu cái sự mềm mại, mềm mỏng. Mặc dù đức tính nhu ít có khi thấy, chúng ta chỉ thường thấy cái sự cứng rắn mà chúng ta gọi là khẳng khái hay là quyết tâm. Thường là khẳng khái, quyết tâm thường nó ồn ào, hô to, hét lớn, hò hét, ầm ĩ. Thì cái đó dễ thấy. Và cái đức tính nhu nhuyễn, nhu thuận là khó thấy. Chúng tôi làm việc ở trong giáo hội, làm việc ở trong cái giới tu sĩ đó, những cái vị mà ở tinh thần mà hài hòa, mềm mại thì ít có khi được để ý đó. Còn những vị mà ăn to, nói lớn đó, thì người ta hay nói để chú ý đến nhiều. Gọi là gây ra sự chú ý của dư luận. Nhưng mà kỳ thật, cái tổ chức giáo hội tồn tại lâu dài nó nằm ở những vị mà mềm mộng, biết lắng nghe và biết cải thiện, chứ không phải. Còn những vị mà ăn to nói lớn, mà lúc đầu cũng gọi là kiên định lập trường, mấy vị dễ tạo sự đổ vỡ. Họ tạo từ cái sự đổ vỡ này qua cái sự đổ vỡ khác, và lúc nào cũng muốn chứng tỏ ta đây thế này, ta đây thế kia, thì thường nó tạo ra nhiều vấn đề lắm. Mà cái này là cái mà ở trong cuộc sống chúng ta ít cảm nhận. Vì vậy chúng tôi nói một điểm trong bài học với vị đọc đó, là nhu là một trạng thái rất là khó cảm nhận. Một cái buổi sáng của người nào đó mà có một cái nụ cười thân thiện, thì bất kể người đó là ai, chúng ta vào lớp học đó, mở lòng ra chúng ta nghe. Chúng ta đi tu thiền là vị thiền sư dạy thế nào mình làm thế đó, thì khó. Nó không phải đơn giản đâu, nó phải có một cái đặc tính nào đâu. Nó có hai cái chữ mà rất là phản cảm đối với nhiều người nghe trong tiếng Việt và tiếng Anh. Nhưng mà Ngài Ajahn Chah thì Ngài hãy nhắc đến cái chữ trong tiếng Anh là surrender. Surrender chúng ta hay dịch là đầu hàng.
đầu hàng. Nhưng mà Ngài Trinh Trang dùng chữ surrender khi được dịch để chỉ cho một người học trò đó, là một khi đến với vị thầy là không còn dùng cái tư ý, dùng cái ngã mình để đối với vị thầy nữa, mà là một vị phó thác cho vị thầy. Hôm nay con đảnh lễ thầy, đọc cái bài Achatake Daditero Mahang Faro Ahang Pitirasaparo, là từ ngày hôm nay Ngài là cái vị thầy hướng dẫn cho con, cho con nương tựa, thì con sẵn sàng lắng nghe thầy. Thì cái đó Ngài gọi là một trạng thái surrender, tức là giống như là mình không có còn chống đối, mình hoàn toàn là giao hết, mình phó thác cái mạng mình cho vị thầy. Một cái chữ trong tiếng Việt mà chúng ta thường nghe nó rất là tiêu cực, nhưng mà hay chữ vong thân. Dạ, vong thân. Chữ vong thân ở đây tức là chúng ta nói là một trạng thái như là mình không còn là mình nữa. Nhưng mà khi mà mình không còn là mình nữa, ở ý nghĩa nào xấu thì cũng xấu, nhưng ý nghĩa tốt thì cũng tốt. Chữ vong thân nó cũng tốt lắm. Tức là khi mình đi học á, mà mình cứ chống đối ông thầy, mình cứ muốn chứng tỏ mình là thế này thế kia thì khó học lắm. Dạ. Khi mà mình đi học mà mình ở cái tâm thái mà ở trong kinh gọi là kinh bố dụ, kinh bố dụ Đức Phật ngày ví dụ tấm vải mà giặt sạch thì nó nhuộm màu, nó thấm nhiều hơn. Dĩ nhiên là mình học, mình tu để làm gì? Để mình chuyển hóa, để mình cải thiện và để mình hấp thụ. Nếu mình muốn chuyển hóa, hấp thụ, muốn cải thiện mà mình vẫn khư khư lấy cái ý của mình thì dùng tấm vải mà nó không chặt được, không giặt sạch được. Có lẽ khi chúng tôi nói thí dụ này thì quý Phật tử không có thấm thía, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng đa số quý Phật tử chắc ít trải qua cái kinh nghiệm này. Khi mà chúng tôi và Thượng Tọa Từ Siêu vào trong chùa thì thời đó đó rất hiếm khi mà có cái y gọi là y Thái Lan. Y bên Thái đem về, y Thái là y mà vải mà có nhuộm sẵn, nhuộm của nhà máy, rồi nó không có bay màu. Đa số chư tăng Việt Nam thời đó, đó là may y bằng vải trắng. Dạ, vải trắng về mình giặt ra rồi mình nhuộm lại. Mà cái khổ mà mình nhuộm y thì thứ gì mình phải đi biết chỗ đưa mua màu. Ở chợ lớn chúng tôi nhớ rằng Thượng Tọa Giác Sơn là trụ trì chùa Sĩ Lý bây giờ đó, ngày xưa lâu lâu đi Sài Gòn hay ra vài cái chỗ rồi dẫn chúng tôi đi để mua cái màu, một màu thứ đem về nhuộm. Và khi nhuộm á, mới nhuộm xong thì nó khỏe, nó mới lắm. Nhưng mà vài bữa thì nó lại phai màu. Và khi mình mặc mồ hôi nó ra thì cái màu nó chảy xuống dưới da mình, nó làm da mình bị dính màu, và đôi khi nó ngứa, và nó ngứa lắm. Thì khi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi về Thượng Tọa Từ Siêu á, thỉnh thoảng nhuộm y á, thì nó khổ lắm thưa quý vị, là tại vì mình nhỏ, cái tay mình nó yếu, khi mình nhuộm xong cái màu nó không có đều. Dạ. Màu chỗ này đậm, chỗ này nhạt, nó giống như là có ai mà ăn cái gì mà đổ vào trong y vậy đó. Và các vị sư lớn thì nói rằng nhuộm y á, thì cái việc đầu tiên là phải giặt cho sạch. Giặt mà không sạch, cái nhuộm nó không có đều. Rồi có một vài vị dạy rằng mình nhuộm y rồi mình phải lấy cái gì, nước dừa đập ra đổ vô để cho nó giữ màu. Nhưng mà thật ra làm cách gì thì nữa thì quan trọng nhất là miếng vải phải sạch thì nhuộm nó mới đều. Và thí dụ đó được Đức Phật Ngài dùng ở trong cái kinh gọi là kinh bố dụ, hay là kinh ví dụ tấm vải mà chúng ta đã học qua trong giáo trình Trung Bộ Kinh. Tấm vải mà không nhuộm sạch thì khó. Thì cái tấm vải nhuộm sạch nó sẵn sàng để nhuộm màu, nó tương tự như cái tâm tư của chúng ta. Một cái người mà muốn học cho tốt thì cái khả năng hấp thụ phải tốt. Mà nó khả năng hấp thụ phải tốt, nó phải có cái tính nhu thuận. Chúng tôi chưa thấy một người nào mà cứng đầu khó dạy mà người đã học giỏi hết. Bởi vì nếu chúng ta đọc kỹ trong kinh Hạnh Phúc hay là kinh Điềm Lành Mang Cá Sức Tá, thì ở trong 10 bài kệ
10 bài kệ Đức Phật Ngài dạy đó, thì bài kệ số 6 và số 7 là số 6 đặc biệt dành cho người cầu học, và thứ 7 dành cho người cầu tu. Đối với người cầu học thì ở trong đó là biết cung kính, khiêm nhường, tri túc và tri ân, đúng thời nghe pháp, đó là dấu hiệu tốt lành tối thượng. Biết cung kính, khiêm nhường, đó là dấu hiệu của cái chữ nhu. Tri túc và tri ân nó cũng là dấu hiệu của chữ nhu. Đúng thời nghe pháp cũng là dấu hiệu của chữ nhu. Và khi mà nói đến người cầu tu á, thì phải biết nhẫn nhục, tánh thuần hóa. Nhẫn nhục cũng là chỉ nhu thưa quý vị. Tánh thuần hóa tức là tánh dễ dãi cũng là chỉ nhu. Thường ý kiến sa môn tức là ý kiến các cái bậc tôn túc cũng là chỉ nhu. Mà đúng thời đàm luận pháp cũng là chỉ nhu. Và chúng ta thấy cả tám pháp ở trong hai bài kệ đó. Một bài nói về những cái dấu hiệu tốt lành của những người cầu học, và một bài nói về dấu hiệu tốt lành của người cầu tu, thì cả tám pháp đó đều đề cập đến cái đặc điểm, đó là tâm của chúng ta phải cởi mở, phải có khả năng đón nhận, nhu thuận. Từ tội từ xưa mà chúng tôi cũng hay than phiền là không biết tại sao sau này những người vị họ sang định cái bản kinh Pali của Thượng Minh Châu á, các vị hay dịch cái Yovacchasata, các vị dịch là thiện ngôn, Kayanamitta là thiện hữu của thiện ngôn. Nhưng mà Yovacchasata không phải là thiện ngôn, Yovacchasata là người dễ nói, hay là người dễ dạy, hay là tính thuần hóa. Tức là mình thích thân cận cái bản lành rồi, nhưng mình lại là người dễ nói, dễ dạy. Cái chữ dễ dạy thì nghe có nhiều người là người lớn dạy, mình không phải. Cái chữ Sovacchasata ở đây tức là cái tâm cầu học, cái tâm nhu dính, tâm có biết phục thiện khi mình làm lỗi, và cầu tiến khi mình thấy cơ hội học được. Lấy ví dụ như là ngày xưa chúng tôi có ông thầy, ông dạy về anthropology, tức ông dạy về nhân chủng học. Ông là ông thầy giáo giỏi, mình giáo sư giỏi, nhưng mà lúc đó thì ông cần biết thêm về computer. Ông xuống một cái lớp học computer, và ông lại nhờ một cái người Việt Nam là học trò mà đi làm tutor để chỉ cho ông thêm về computer. Và chú thấy hình ảnh rất đẹp, một giáo sư xuống nhờ học trò dạy về computer. Nhưng mà chuyện có sao đâu, cái gì mình biết á thì mình dạy, còn cái nào mà không biết thì mình học. Việt Nam chúng ta thì chuyện đó khó, nhưng mà người Mỹ thì bình thường. Người Mỹ thứ bị mình là một chuyên gia, một người nổi tiếng, nhưng cái lĩnh vực nào mà không biết mình học thêm rồi, đâu có, đâu có vấn đề gì hết. Thì cái tâm mà cầu tiến nó cũng là một thái độ của cái chữ nhu, mà dễ nói dễ dạy cũng thái độ chữ nhu. Vì vậy chúng tôi nói như vậy là riêng về cái đức tánh này đó, ở trong kinh Tạng đó thì không có dùng chữ nhu nhiều, mà dùng rất nhiều chữ khác nhau. Mà chúng ta phải hiểu cái tinh thần ôn nhu, tinh thần bao dung đó là cái gì bàn bạc. Nó là cái gì mà được tìm thấy trong nhiều hình thái, nhiều cái pháp khác nhau, nhiều cái đề pháp khác nhau, mà đôi khi không thấy ở đó có chữ nhu. Và ngay cả người Trung Hoa đó, khi mà nếu chúng ta đọc quyển mà kinh dịch là đạo của người quân tử mà của Lê Duy Viết đó, thì quả thật là nguyên cả cái tác phẩm kinh dịch là đạo người quân tử của Lê lại nói đến một cái đức tánh. Và chúng tôi nghĩ chỉ nhu, người quân tử tại chỉ dịch là biến, người quân tử là hiểu rõ là nó phải tùy thời tùy lúc tùy chuyện, và cuộc sống nó luôn dịch chuyển, nó không đứng một chỗ. Và thái độ người quân tử là thái độ tiến thủ. Nếu chỉ
nếu chỉ biết một đường mà đi thôi, tức là lúc nào chỉ chạy tới thôi mà không dơ lui, lúc nào cũng chạy một tốc độ thôi mà không lúc giảm tốc độ, thì cái đó không phải thái độ người quân tử. Thật ra cụ Lê cụ biết cái quyển mà kinh dịch thì cụ có thêm một cái câu ở trong tựa đề là kinh dịch là đạo của người quân tử. Nhưng chúng ta nhớ chữ dịch nghĩa là biến, ở đây không phải là chúng ta bao, ở đây không phải là ai làm gì chúng cũng cũng đúng hết. Nhưng mà mềm mỏng, mềm dẻo đó là một cái khả năng rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Bởi vì nói thẳng ra là trong đạo Phật, Phật Pháp dạy rằng khi một cuộc sống vô thường mình không chấp nhận là vô thường, mình đòi hỏi nó là thường là mình khổ. Cuộc sống bất toàn mà mình đòi hỏi nó phải hoàn hảo là mình khổ. Cuộc sống nó không phải là nằm ở trong chủ quyền của mình mà mình đòi hỏi nó phải là chủ quyền của mình thì mình khổ. Tức là cái sự đòi hỏi cái gì đó nó đi ngược lại với cái bản chất tự nhiên của cuộc sống thì làm cho mình khổ. Cái chuyện nó hiển nhiên mà chúng ta không nghe thôi. Và để có cái tâm mà chấp nhận sự thật đó, nó phải là đạt đến chỉ nhu. Nhu là quan trọng lắm. Cái đặc tính nhu là quan trọng. Và điều sau cùng chúng tôi nhắc là có một cái câu ngạn ngữ mà nó có thể làm cho chúng ta hiểu lầm. Đó là ở bầu thì tròn, ống thì dài. Thì cái ở bầu thì tròn, ống thì dài nó cũng chỉ cho sự quyến chuyển, chỉ cho sự thích nghi. Nhưng mà cái đó nó nằm ở trong bài học tới. Khi mà chúng ta nói về thích tánh và thích tâm, chỉ thích ở đề thích nghi. Cái thích nghi nó khác với mềm mỏng, mềm mỏng. Thành ra nhiều khi người ta nói rằng mình phải mềm dẻo để mình khóa thân. Cái mềm dẻo không nhất thiết có thân nha. Khóa thân đó là trạng thái của thích nghi. Ở đây nó không phải trạng thái thích nghi, ở đây là trạng thái mềm dẻo. Cái việc vượt để thích nghi chúng ta sẽ đề cập đến trong bài học chủ nhật tới đây. Bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc bài học hôm nay ở tại đây. Và xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân, nếu Thượng Tọa Pháp Tân nghe được, xin Thượng Tọa hãy nói cho vài lời ở trong lúc soạn các câu thảo luận. Hôm nay thưa quý vị, Thượng Tọa Từ Siêu mệt nên Thượng Tọa không có phần sau của bài giảng này, lớp thắng pháp. Nên chúng ta sẽ đi qua cái phần thảo luận của chư vị giảng sư. Một lần nữa xin hỏi Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa có nghe được không? Dạ, dạ, cái tỉnh Thượng Tọa Pháp Tân nói cho vài lời trong lúc soạn câu thảo luận, cái tỉnh Thượng Tọa. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Tọa Tuệ Quyền, Tọa Minh Hạnh, để Đức Phật Tính, để Đức Tuệ Tri, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, cảm ơn quý Phật tử cho biết đã nghe rõ. Như hôm nay chúng ta học nói đến cái chi pháp ở trong di diệu pháp là nhu thân, nhu tâm. Thì kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, thì cái để tiếp lời của Thượng Tọa Giác Đẳng thì chúng tôi xin được nói vài lời ở đây. Thì nói đến cái chi pháp gọi là nhu thân nhu tâm, thì điều này đó là hiểu nó giống như là một trong những cái cái tâm của mình, bởi vì hay là nhu tánh nhu tâm, thì trong cái tâm và tâm sở
sở hữu tâm phối hợp mà, nó làm cho cái nội tâm mình có được một cái nhu nhuyến, nhu nhuyến. Chúng tôi có nhớ ở trong kinh có hai cái chi pháp gọi là nhẫn nại và nghiêm tịnh, tức là làm cho cái tâm của mình nó được thuần thục, nó được nhu nhuyến. Và cái thứ hai nữa là cái đời sống của một vị xuất gia là phải có cái sự kham nhẫn. Nói chung là cái người tu cần phải có kham nhẫn và có được cái nhu nhuyến từ ở cái tâm của mình, tức là nghiêm tịnh làm cho cái tâm của mình nó được nhu nhuyến. Thì giờ là khi mà học Phật pháp hay là trong cái đời sống hàng ngày cũng vậy, nếu mà mình tập cho cái tâm mình có được cái sự nhu nhuyến ở nội tâm thì mình dễ dàng học được, dễ dàng học được. Còn khi nào mà cái tôi của mình nó lớn quá, cái bản ngã của mình nó lớn quá, rồi mình nghĩ như thế này thế nọ làm nó xa đi, thì mình không thể nào mà có thể mình học hỏi từ cái hay của người khác được. Cho nên là nếu mình nói là kiến thức của ở ngoài đời đó, thì có khi người như thế này người như thế khác, giống như những cái gì mà kỹ sư hay là bác sĩ hay là những tiến sĩ đó, thì ngay cả những cái người mà có cái trình độ chuyên môn đó, đó thì họ có những cái chuyên môn riêng biệt của họ. Kỹ sư thì biết về cái chuyên môn của kỹ sư về cơ khí, hay là kỹ sư về nông nghiệp, hay là kỹ sư về hóa chất, vân vân. Rồi như là bác sĩ thì biết bác sĩ nào trị. Thì cái biết chuyên môn đó, đó nó trở thành những cái chuyên biệt của mỗi người. Những người tu cũng vậy. Ở đây đó là tập cái tâm mình có cái sự nhu nhuyến, mình mới có thể học được, nghe được, thấy được. Ví dụ như là ở trong kinh đó, thì Phật dạy đó là mình có những cái pháp để mà làm cho cái tâm của mình nó nhẹ nhàng, nó dễ dàng trong một cái sự ứng dụng mà nó tương thích với những cái hoàn cảnh. Cho nên nó nhiều khi đó là mình thiếu hai cái pháp đó. Có những người đó là thiếu cái sự kham nhẫn, thiếu cái sự kham nhẫn. Cho nên nó là nói là tu thì mình tu cái cách này cách kia đó, từ cái hình thức giữ giới này cho đến cái việc tu của mình, thì mình nói rằng dẫu chuyên môn hay là những người đó họ có thể là không có thể bị cái phiền não chi phối, nhưng mà đùng cái là có những cái hoàn cảnh mà họ không có thích ứng được. Thì trong cái hoàn cảnh đó mà họ không thích ứng được á, thì dĩ nhiên là tâm của họ sinh ra những cái pháp bất thiện để chống trái với nhau. Và như vậy thì cái người tu nó bị giống như là bị cái sự sa sút trong cái đường tu. Cho nên nói vậy thì vừa là tập cho cái tâm của mình nó nhu nhuyến, nó nhẹ nhàng, thì mình ứng phó với mọi cái hoàn cảnh nó ra sao, cái tâm của mình nếu có khéo tác ý ở trong đó, có cái sự nhu nhuyến ở trong đó, thì nó trở thành một trong những cái thiện pháp để mà mình tu tập. Còn nếu như mà mình không có cái sự ứng cái sự mà không có cái khéo tác ý, rồi mình không có cái sự nhu nhuyến để thích nghi với những cái hoàn cảnh đó,
Thì chính những cái điều mà mình thấy dường như nó rất là đơn giản, nó rất là nhỏ nhặt đó, mà trở thành những cái điều mà chúng ta thấy rất là tối kỵ. Cho nên là hai cái thái cực đó làm cho cái tâm nó chống trái nhau. Cho nên là không có thể, nhiều khi rồi trong cái cuộc tu nó bị trở ngại, bị trở ngại. Cho nên nói đến cái tâm mà nhu nhuyễn để thuần thục đó thì cũng như vậy. Trong Di Diệu Pháp gọi là nhu thân hay là nhu tâm hay là nhu tánh nhu tâm, tức là mặc dù là chúng ta biết rằng nhu tánh nhu tâm cũng là một cái tâm sở tịnh hảo biến hành, những cái tâm sở, những cái thuộc tánh tâm sở tịnh hảo biến hành. Thì như vậy đó thì nó phải phối hợp với những cái tâm thiện. Nhưng mà có những trường hợp cũng chính nhờ cái tâm này, mà cái tâm, cái sở hữu này mà nó phối hợp với những cái tâm thiện như vậy đó, thì cái thiện pháp nó càng tăng lên thêm. Cái thiện pháp của nội tâm của một vị hành giả tu tập nó càng tăng lên thêm. Còn nếu như không có những cái pháp này đó thì nó dễ bị chống trái với nhau, rồi không có cái sự kham nhẫn nữa, thì làm cho một cái vị hành giả khó có thể mà mình kham nổi với cái hoàn cảnh tu tập của chính mình. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà làm cho cái tâm tánh của mình, tức là tâm sở của mình phối hợp với những cái tâm thiện đó, nó phải vừa là, thứ nhất là phải vừa cái đời sống hàng ngày phải có cái sự kham nhẫn, kham nhẫn với lại hoàn cảnh xung quanh, kham nhẫn với lại tha nhân, với những người chung quanh, kham nhẫn với cái nội tâm phiền não của mình. Cái đó là cái kham nhẫn. Rồi từ cái kham nhẫn đó, cái tâm của tập trong cái sự nhu nhuyễn hay là cái tâm của mình nó được trang nghiêm, nó được thích nghi với những cái cảnh hoàn cảnh đó, để cùng với lại sanh ở trong cái tâm thiện, nó được gắn bó lâu dài. Nếu mà không có những cái pháp này thì nó cũng khó có cái gắn bó lâu dài. Và như vậy đó thì cái tâm nhu nhuyễn nó tùy theo mỗi cái hoàn cảnh nó phải thích nghi tương ứng với những cái hoàn cảnh đó. Cái tâm nó phải tương ứng với những cái hoàn cảnh đó, chứ không phải là nó chống trái với lại cái hoàn cảnh đó, thì khó bao giờ mà nó bền vững lâu dài trong cái thuộc tánh của tâm nhu nhuyễn, tánh nhu nhuyễn như vậy. Thì chúng tôi xin có cái ý chia sẻ tiếp với cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng đã đề yêu cầu chúng tôi nói là thêm vài lời để Thượng Tọa soạn câu hỏi. Con không biết là Thượng Tọa đã soạn được câu hỏi chưa. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa trở lại để điều hợp cho chương trình. Sa thú kính trình Thượng Tọa Pháp Tân. Thượng Tọa Tư Quyền ấy, Thượng Tọa có mặt ở trước máy mà Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tư Quyền nghe được, xin thỉnh Thượng Tọa trả lời cho cô thảo luận số 1. Thượng Tọa Tư Quyền, nhu tánh và nhu tâm là hai ở trong 19 thuộc tánh tịnh hảo biến hành. Vậy là tất cả tâm tịnh hảo đều có nhu tánh và nhu tâm hết. Thì khi mà chúng ta thấy điểm này thì mình nghĩ rằng ô, như vậy là cái sự kiên cường nó thuộc về, về bất thiện phải chăng? Tại vì sự kiên cường đôi khi nó là sự khẳng khái. Sự kiên cường ở đây đó là một cái sự cứng cỏi. Thì theo Thượng Tọa Tự Quyền đó, thì cái sự kiên cường đó có thuộc về bất thiện không? Trong khi đó chúng ta thấy rằng tất cả trong tình hảo đều có nhu tánh và nhu tâm. Kính cung thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Kha Giá, giờ tôi được chúng nghe rõ.
từ tri của mọi người chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng, kính lễ đến thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Minh Hạnh, để Đức Phật tính, để Đức tự tri sư nhân thông cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Quả thật thì nhu thân nhu tâm, thuần thân thực tâm, chánh thân chánh tâm vân vân, thì đây là những cái pháp tính thuộc về sở hữu tịnh hảo và biến hành. Nó có mặt ở trong tất cả cái tâm thiền. Thì kính thưa quý vị, như điều mà cái trạng thái kiên cường hay là cứng rắn nó thuộc về bất thiện hay không, ở đây chúng ta phải xác định một cách rõ. Một sự cứng rắn để khước từ, một sự cứng rắn để khước từ tất cả, một sự cứng để đấu chọi với ác bất thiện pháp, thì đó chính là thiện tâm. Thì cái yếu tố của cái nhu tánh hay là nhu tâm này, nó phải có mặt. Thay vì cái trạng thái kiên cường đó, nó bộc lộ một cái trạng thái của tâm bất thiện, tức là cái tâm sân tật lẫn hối vân vân, nhưng vị ấy không thể hiện cái điều đó, mà tâm của vị ấy cái sự cứng rắn nó không thối chuyển. Chứ không phải là cái sự cứng rắn này là một cái tâm mà kiểu như là để mà cắn răng để chịu đựng, chịu đau, chịu khổ của thân, của tâm này nhất quyết, tức là y như bị tra tấn, không phải vậy. Mà cái trạng thái kiên cường này là hùng tâm dũng khí. Cái hùng tâm ở đây có nghĩa là cái thiện tâm tốt đẹp. Cái thiện tâm tốt đẹp. Thí dụ bây giờ mình có niềm tin nơi Phật, mình tin nơi Pháp, tin nơi Tăng, thì dầu bất cứ tình huống như thế nào mình cũng không thay đổi. Dầu cho mình có bị người ta chiêu dụ, dầu cho người ta có bị người ta chiêu dụ theo đạo, bỏ Phật mà đi theo đạo người ta, hay là người ta hiện ra những cái pháp nằm màu này làm những cái pháp màu kia, nhưng chúng ta là những người có đủ trí tuệ, có đủ sáng suốt, có đủ bình tĩnh để phân xét, để hiểu biết một cách rõ ràng, hay đủ kiên cường để hiểu biết được nghiệp quả của chính mình, và từ đó chúng ta không có bị xoay chuyển hay là bị thua cuộc. Thì ở đây cái trạng thái đó, cái tâm đó, nó phải là bất thiện tâm, mà nó thuộc về thiện tâm. Cái tâm đó tâm quyết định, cái tâm quyết định, và nó được dựa trên cái nền tảng cương, tức là một cái tâm, một cái thiết tha ná, một cái nguồn chú quyết định của mình, nó cao cả, nó có cái trí tuệ ở trong đó, nó có cái sự chịu đựng, cái sự kham nhẫn nữa, vân vân. Thì ở đây nếu chúng ta nói vậy, thì thí dụ như vấn đề kham nhẫn, khi chúng ta kham nhẫn, mà cái sự kham nhẫn này, dùng cái sự kham nhẫn, cái pháp kham nhẫn này là đây cái pháp thiện, để đối lại với những cái phiền não, để đối lại với cái bức bách, cái khổ đau của thân và tâm, thì định rằng khi đó khi cái tâm mình nó hiện khởi, khi cái tâm chúng ta nó kiên nhẫn, ví dụ đi, bây giờ khi người ta nghe mình, nghe người ta chửi bới mình một cách liên tục, bây giờ mình dùng cái tâm kham nhẫn mà nó kiên cường, mà nó cứng rắn để chúng ta chịu đựng, vì chúng ta không có phản ứng lại bằng lời nói hay hành động, chúng ta kham nhẫn để chịu đựng. Thì cái trạng thái kham nhẫn đó không phải là mình không có lời nói, không phải không có cách mà để phản kháng lại, hay là mình không có đủ sức để mình chống chọi, mà mình có đủ sức, mình có đủ lời nói, mình có đủ tâm ý, nhưng mình nhất quyết không nói, phải phản kháng lại, tức là phải nói lời nói ác, mà hành động ác, ý suy nghĩ ác, bực bội, khó chịu. Thì ở đó cái trạng thái này, một cái trạng thái kiên cường, mà kính thưa quý vị, sử sách này còn ghi có những con người vì đạo mà quên thân, hay là ngay cả họ chấp nhận những cái hiểm nguy để vượt trùng dương, hay là những bước đường mà làm đạo của chư hiền thánh tăng thời xưa, tận hết sức là gặp nhiều cái điều nó trắc trở và nó bất ổn, nhưng vị ấy cũng một lòng kiên cường, một cái ý chí, một cái ý niệm, một cái chí nguyện hết sức to lớn để phụng sự
để ban rải cái pháp nhũ, để ban rải con đường ánh sáng Phật pháp cho mọi người. Cho nên các ngài chấp nhận đối diện với tất cả. Thì Thích Bạch Thượng Tọa đứng trên cái nhìn của chính con, thì cái thái độ đó, cái thái độ kiên cường, nó không có thuộc bất thiện. Nhưng dĩ nhiên rằng, thí dụ như người ta không nói, người ta không cười, chưa chắc là người ta đã gọi lại là bất thiện, hay là người ta thiện, cũng không chừng. Cái trạng thái giữ được cái quân bình của tâm của người ta, cho nên người ta mới kiên cường được. Trạng thái quân bình như vậy, đó chính là cái giá trị của nhu thân nhu tâm, hay là nhu tánh nhu nhu tâm. Thì Kính Bạch Thượng Tọa, đây chính là cái câu trả lời của chính con. Có điều gì cần bổ túc thì Kính Thượng Tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính Thượng Tọa, tuyệt quyền. Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có ở trước máy mà nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tính nghe được, xin Thánh Đại Đức Pháp Tính trả lời cho câu thảo luận số 2. Đại Đức Pháp Tính, chúng ta mới hỏi Thượng Tọa tuyệt quyền một câu nó mang tính cách vĩ mô. Bây giờ chúng ta nói một cái tính cách đại loại, tức là nói theo kinh tạng được. Thì ở trong kinh tạng có nói đến một cái đức tính gọi là Suvacchasata, là người dễ nói hay dễ dạy. Thì theo Đại Đức Phật Tính, người dễ nói dễ dạy có phải là một người thiếu chủ kiến không? Xin kính thỉnh Đại Đức Phật Tính. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Tề Quyền, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Truy cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Qua câu hỏi Thượng Tọa vừa nêu lên, ở đây hỏi rằng một người mà dễ dạy có phải là người thiếu chủng kiến chắc hay chăng? Thì chưa hẳn là vậy. Chưa hẳn là vậy. Có nghĩa là thí dụ như chúng ta thấy rằng một người, người ta biết, người ta biết độ lượng, hoặc là người ta có cái sự mà dễ học hỏi, dễ học hỏi, thì thường thường là chúng ta thấy rằng người này là do có trí, do có trí. Ở đây thì mình không phải nói về cái trí gọi của thiền nó sanh lên, nhưng mà ở đây là mình nói về cái người mà người ta có sự hiểu biết, thành ra người ta mới thực hiện được cái tánh dễ dạy, hoặc là có cái sự mà dễ dễ, cũng như là người ta dễ học hỏi đó, dễ học hỏi. Thì do phải nói rằng là do những người này người ta có cái sự nhận thức đàng hoàng, nhận thức đàng hoàng, chứ không phải là một người mà thiếu về cái chủ kiến của mình. Còn ngược lại, cũng có cái trường hợp, cũng có những cái trường hợp cái người mà gọi là thiếu chủ kiến, nhưng mà thật sự cái người mà thiếu chủ kiến đó, thì không ai mà gọi cái người đó là cái người dễ dạy hết. Nếu mà cái người đó mà thiếu chủ kiến thì phải nói rằng giống như bây giờ mình nói theo cái từ ngữ thông thường mà cho dễ hiểu là cái người đó là người ba phải, người ba phải, có nghĩa là ai nói gì cũng phải, thì trong cái trường hợp đó mới gọi là cái người mà thiếu về chủ kiến. Còn thật sự ra đó, chúng ta thấy rằng đối với cái đức tính dễ dạy đó, là nó gần như là cái người mà nó gần như là cái người mà có trí, có cái sự hiểu biết, người ta sẽ phân biệt được cái nào nó là đúng, cái nào nó là sai. Thành ra khi mà người ta phân biệt được đúng rồi đó, thì cái người đó người ta sẽ hành theo cái lời dạy đó. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy rằng cái người mà vào ở trong chùa để mà tu tập đi, có những người chúng tôi nói rằng bây giờ mình vào trong chùa
mình làm chú tiểu, làm giới tử, mình tu tập. Ở trong chùa chỉ cho mình cái giờ nào để mà mình làm cái công việc đó, thì mình phải ráng cố gắng mình duy trì, mình làm công việc đó đúng theo cái giờ giấc, chỉ trừ cái lúc mà mình bệnh thôi, mình mới không có làm. Thì cái người đó, người ta nhận thức rằng, người ta thấy rằng cái trách nhiệm của người ta là một cái chú tiểu, một cái người giới tử, thành ra người ta phải làm cái công việc đó, và người ta răm rắp theo cái sự chỉ định của một cái người mà người ta quản lý ở trong đó. Thì cái người đó, người ta răm rắp theo cái cách làm việc đó, cái giờ giấc làm việc đó, được cái sự dạy bảo của các vị tỳ khu lớn. Thì trong cái trường hợp này là cái người đó được gọi là cái người dễ dạy. Mà dễ dạy này đó, vậy thì hỏi người ta, nếu mà dễ dạy này là cái người không có chủ kiến hả? Không phải. Tại vì người ta nhận định đúng là mình ở trong chùa thì phải có trách nhiệm với một cái ngôi chùa, hoặc là mình ở trong một cái cộng đồng nào đó, mình phải có cái trách nhiệm. Hoặc là thí dụ như quý vị thấy rằng, đối với ở trong cái room của chúng ta học đi, thì khi mà được phân công mà cái người này sẽ mở lớp, mở cái công việc làm ở trong cái lúc này, ở trong cái lúc kia, cái đầu giờ là cái người đó mở room, rồi sau đó đó thì cái người nào kết thúc vân vân, thì người ta cứ theo cái lịch trình đó người ta làm. Thì cái người này là được gọi là cái người dễ dạy. Nhưng mà hỏi là do người ta không có chủ kiến thành ra dễ dạy hay không? Phải. Vì người ta biết được cái trách nhiệm này, cái trách nhiệm của mình. Còn cái người mà không có chủ kiến là như thế nào? Có nghĩa là nghe người ta nói mình phụng sự ở trong cái lớp học đó, mình có được cái phước báo lắm, mà cũng làm theo. Rồi người ta nói thôi làm ở trong đó rồi nó phiền phức lắm, nó bị phiền não này kia, cái mình nghĩ cái mốc cái người khác là nó có phước, cái mình đi vào mình làm, rồi nghe người ta nói phiền não cái mình nghĩ đó, thì cái người đó mới gọi là cái người không có chữ kiếm, mà giống như là cái người mà bị cũng như là ai nói theo cái hướng nào thì mình nghe theo cái hướng đó, thành ra gọi là cái người không có chủ kiến. Còn cái người mà dễ dạy đó là cái người mà có chủ kiến đàng hoàng, có nghĩa là người ta xác nhận được, nhận định được cái điều này là cần thiết phải làm, cái điều này là cái điều phải, cái điều kia là cái điều quấy, vân vân, thành ra mình phải kiên cắn. Còn cái điều này là cái điều mà có phước, thành ra mình phải cố gắng mình thực hành, mình thực hiện cho đúng với cái trách nhiệm của mình. Thì đây là cái người mà dễ dạy, mà là cái người có cái chủ kiến nhận định được nữa, chứ không phải là cái người không có chủ kiến. Đây là cái ý con xin được trình bày qua cái câu thảo luận số 2 này. Bây giờ con xin thỉnh thường tỏ trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giả. Sao thuộc cái trình Đại Đức Pháp Tính. Sư Minh Thông ơi, Sư Minh Thông có mặt ở trước máy mà, có nghe được không? Nếu Sư Minh Thông nghe được, xin thỉnh Sư Minh Thông hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận số 3. Dạ. Sư Minh Thông, chúng ta biết rằng chữ Du nó có một cái chữ đặc biệt ở trong đạo Trung Hoa, ở trong đạo Nho đó. Dạ. Thì người ta nói chữ Nho đó, nó cũng nó liên quan đến chữ nhân, chữ, tức là một người sống thuận hợp theo ý trời, thuận hợp theo thiên nhiên, thuận hợp theo tự nhiên, Nho, do đạo là Nho giáo. Và ở trong Phật giáo, ở trong Phật pháp thì có đề cập đến một cái nhìn gọi là như nhiên. Như nhiên là sự thật thế nào thì chấp nhận như vậy. Yatha Bhuta, cái gì vô thường thì chấp nhận là vô thường, chứ không đòi hỏi nó phải thường. Cái gì là trống rỗng mình biết là trống rỗng, chứ không đòi hỏi nó phải là hoàn hảo. Cái gì nó là vô ngã, chấp nhận là vô ngã. Thì hai cái trạng thái mà sống thuận hợp với ý trời, sống thuận hợp với tự nhiên, sống thuận hợp với cái bản chất thật của các pháp đó,
của đạo Phật và Nho giáo thì sư Phổ Thông nghĩ là nó có sự tương đồng gì không, khi ở đây chúng ta muốn bàn về chữ nhu. Kính thỉnh sư Phổ Thông. Thưa vị, có lẽ là sư Nguyên Thông bị gián đoạn được truyền rồi. Có nhiều khi trong thoi thóp như vậy, nhiều khi mình nghe thì không sao, nhưng mà cần biết là có vấn đề. Chúng ta chờ đợi trong giây lát trước khi sư Nguyên Thông trở lại với một câu hỏi khác. Thượng tọa Pháp Tân ơi, Thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng tọa Pháp Tân đang có mặt ở trước máy thì chúng ta hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 3 dùm cho. Một lần nữa xin được hỏi Thượng tọa Pháp Tân, Thượng tọa có nghe được không? Dường như Thượng tọa Pháp Tân không có ở trước máy. Quý vị hoan hỷ chờ chúng tôi một chút nha. Không biết là Thượng tọa Pháp Tân không nghe được chúng tôi hay là quý vị Phật tử còn nghe được chúng tôi nói không vậy? Ồ dạ, tốt quá. Dạ, sư Nguyên Thông có nghe được không? Nếu sư Nguyên Thông nghe được, xin thỉnh sư Nguyên Thông hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 3. Thấy sư Nguyên Thông đã trở vào nhưng mà dường như sư Nguyên Thông không có nghe được. Quý vị quan hỷ chờ đợi trong giây lát. Thượng tọa Tuệ Quyền ấy, Thượng tọa Tuệ Quyền có mặt ở trước máy và Thượng tọa có nghe được không? Nếu Thượng tọa Tuệ Quyền nghe được, xin thỉnh Thượng tọa hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận số 3. Và xin thỉnh Thượng tọa Tuệ Quyền. Thượng tọa Tuệ Quyền, ở trong cái tâm thái của một người tu tập, khi mà cái vô thường, mình chấp nhận nó là vô thường, cái gì mà nó khổ mình biết là khổ, cái gì nó vô ngã mình chấp nhận vô ngã, thì cái đó nó có đúng với cái tinh thần gọi là chấp nhận cái sự tự nhiên hay là chữ nhu mà chúng ta đề cập không? Xin kính thỉnh ý kiến của Thượng tọa Tuệ Quyền. Dường như Thượng tọa Tuệ Quyền cũng không nghe được sư Nguyên Thông. Sư Nguyên Thông nếu cầm mic thì sư Nguyên Thông hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 3 dùm. Kính thưa sư Nguyên Thông. Dạ kính thưa sư phụ, con bây giờ xin được trả lời câu thảo luận số 3. Sao lúc này khi mà sư phụ nói là con nghe, nhưng cái một lát thì con không nghe, con khen không nghe, rồi tự nhiên là mất mạng, rồi bây giờ vô lại cái internet nó fluctuate rất nhiều đi radio. Bây giờ con xin thảo luận câu là hỏi số 3. Đức nhu được xem là đặc điểm của đạo học trong Trung Hoa như chữ nho trong Phật, trong Nho giáo. Kính thưa chư phụ, chữ đức nhu này á thì đó là cái nhu cầu cần thiết, cho nên chữ Nho giáo thì ta nói là cái người mà học cái Nho giáo là cái bậc quân tử, là người cần thiết cho xã hội. Còn ở đây còn có nghĩa thứ hai của nó là phải chấp nhận như vậy, gọi là gia thao phu tăng, đó là mình không cưỡng cầu. Vì vậy cho nên kính thưa sư phụ, trong cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy cho chúng ta thì hồi nãy có nói là mình là con người có thể là một người dễ dãi, tức là không phải là mình không có cái tư tưởng của mình, cái ý nghĩ của mình, mà ai bảo sao mình dạy thì vậy là ba phải. Nhưng mà chỉ dễ dãi ở đây đó, là có nghĩa là thí dụ như mình nhận thấy mình sai lầm mà nghe người nào họ chỉ điểm mình những điều đúng thì mình phải chấp nhận, thì chữ đó gọi là gia thông phu tăng thì nó đúng.
Vì vậy cho nên, kính thưa sư phụ, cái Phật học thì nó sâu sâu xa, mà chúng ta không phải nói nó sâu xa là khó hiểu, nhưng mà chúng ta phải hiểu đúng cái pháp, cái thâm ma là cái chân lý. Mình phải hiểu theo cái đúng pháp, ta gọi là gia tha phu tăng, hay là gọi là như lý tác ý. Cho nên là mình phải hiểu những cái điều nó đúng theo cái giáo pháp. Vì vậy cho nên cái người học Phật phải hiểu chỗ đó, chứ nếu không hiểu chỗ đó thì nó lộn xộn lắm. Cho nên cái điều nào phải thì biết phải, điều nào quấy thì biết phải quấy. Cho nên là sự thật như thế nào thì chấp nhận thế đấy, gia tha phu tăng hay là như nhiên, thì con nghĩ là nó tương đồng thôi sư phụ. Là vì con người chúng ta khi mà chúng ta chưa chứng quả thì chúng ta có thể sai lầm, và thường thường là sai lầm. Khi mà chứng quả rồi thì con người đó sẽ đi theo giáo pháp. Cho nên con người mà chứng quả dầu là tu đa hoàng hay là tư đa hàm, không cần thiết là phải là A-la-hán, là những người đó đã hiểu được giáo pháp rồi. Họ không thể nào mà không làm đúng pháp. Vì vậy cho nên có một ma vương khi mà thử một cái vị mà bị cùi mà chứng quả, nói bây giờ phải phủ nhận những điều mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy, rồi ông sẽ làm ông ta hết bệnh và giàu sang, thì ông ta từ chối. Là bởi vì một người đã thấy được giáo lý rồi thì không thể là không theo cái giáo pháp đó. Thì cái đó là cái người hành giả đó có cái ý chí, và là lúc đó là cứng nhắc chứ không phải là ba phải. Thì khi một người hành giả đã thấy được giáo pháp rồi thì không thể nào không đi theo giáo pháp. Thì cái đó là Yudhisthira là phải đi theo cái giáo pháp đó. Còn những người mà như chúng ta là mà chưa có chứng quả, thì chúng ta thấy những cái điều nào mà hợp với giáo pháp thì chúng ta theo, còn thấy những nhiều điều không hợp giáo pháp thì chúng ta không theo. Thì khi mà hiểu được cái giáo lý nó như vậy thì cái người hành giả đó là phải đi theo giáo pháp. Thì ở chỗ này thì con chỉ có thể trả lời đến đó mà thôi, chứ không thể đi sâu hơn nữa. Là bởi vì nếu mà nói là mình chứng quả, mình chưa chứng quả nhưng mà có học Phật pháp thì mình hiểu được cái giáo pháp đó. Cho nên là không phải là cái người chưa chứng quả mà không thấy cái chân lý ở một mức độ nào đó. Vì vậy cho nên khi mà đã thấy được chân lý rồi thì sẽ đi theo chân lý thôi. Kính thưa sư phụ, con chỉ trả lời đến đấy mà thôi. Con xin trao ma lời cho sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm những điều mà con nói không đủ. Và con chân thành tri ân chư vị là tâm đã lắng tai nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sao thú kính trình sư Nguyên Thông. Thưa quý vị, thì chúng ta đọc rải rác đó đi, chúng ta nghe rất nhiều chữ nhu. Ví dụ như người Trung Hoa họ nói là ngũ thập tri thiên mệnh, 50 tuổi thì bắt đầu biết được cái lẽ tự nhiên của cuộc sống. Nhưng mà lục thập thì dĩ thuận, lục thập dĩ thuận tức là 60 tuổi thì bắt đầu thật sự là trưởng thành đủ để sống hài hòa, sống hòa hài. Và Phật giáo Bắc truyền thì như là thập nguyện của Bồ Tát Bổ Hiền thì có cái là tùy thuận chúng sanh. Cái chữ tùy thuận hay là chữ dĩ thuận nó cũng là một điều nó không có đơn giản ở trong đạo học. Bây giờ thì xin được trở lại với thượng tọa Pháp Tân. Thượng tọa Pháp Tân hay thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Tân đang ở trước máy và thượng tọa nghe được thì thượng tọa khoan ý trả lời cho câu thảo luận số 4. Dạ, thưa Pháp Tân, người ta nói rằng con người chúng ta mà càng có được nhiều dữ kiện, có được nhiều thông tin
Hay nói cách khác, chúng ta càng có nhiều kiến thức thì con người chúng ta càng càng cởi mở. Là nói người có hiểu biết thì người cởi mở. Nhưng mà tại sao có nhiều người cái kiến văn rất nhiều thì họ trở nên rất là cố chấp? Làm sao để chúng ta phân biệt được điều đó? Dạ, xin kính thưa thầy Tổ Hợp Pháp Tân cho vài suy nghĩ về điều này. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng trong rừng. Thế điều này thì có nghĩ rằng mình gặp lại ở trong cuộc đời này, ở đời này đó, thì gặp có nhiều cái cũng lạ lạ. Tức là một người mà họ ít có được có một cái kiến thức nhiều đó, thì họ có một cái sự cố chấp, cố chấp họ khác với lại một cái người mà họ có cái kiến thức rộng. Bởi họ có cái kiến thức rộng, họ hiểu nhiều vấn đề, thì cái tâm của họ, họ khi mà một cái việc gì xảy ra đó, thì họ được, họ suy nghĩ nhiều cái khía cạnh, rồi do đó tạo cho cái tâm của cái người đó họ không có cái sự cố chấp nhiều. Đó là mình, chúng tôi thấy là cái người mà họ có cái kiến thức rộng. Ngược lại đó thì chúng ta cũng thấy có những người họ có cái kiến thức rộng nhưng mà họ lại bảo thủ theo cái nhìn của chính họ, cái nhận thức của chính họ. Bất cứ một cái gì đó thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng cái người họ biết nhiều thì cái biết đó, trong cái biết đó đó, họ có những cái biết rất là chuẩn mực, rất là đúng. Khi có một cái quan điểm, cái gì mà nó sai trái với những cái gì của họ, thì từ đó họ, bởi vì họ hiểu nó chuẩn, hiểu nó đúng như vậy đó, cho nên là những cái gì mà nó sai, thì sai những cái điều mà họ nghĩ, sai những cái gì mà họ hiểu đúng sự thật đó, thì họ không thể chấp nhận được. Thì họ phải bảo vệ cái quan điểm của họ theo cái cách mà họ hiểu là đó là đúng. Đó là đúng. Thì ở đời đó thì nếu mà mình gọi là một người mà cố chấp thì nó khác với một người mà giữ vững cái lập trường quan điểm của mình. Nếu một người mà cố chấp á, thì bất cứ chuyện gì đúng hay là sai, họ vẫn giữ khưng khư cái quan điểm của họ. Dù ai có sửa chữa, ai có nói năng xây dựng hay là sửa chữa cho mình, thì cái người đó họ cũng không chịu. Còn cái người mà hiểu đúng, biết đúng thì họ lại giữ vững được cái lập trường của họ. Những gì mà họ hiểu thì chúng tôi nghĩ rằng là cái đó, họ nghĩ rằng do họ hiểu nhiều cách, nhiều thứ, cho nên là họ giữ vững được cái lập trường của họ. Cho nên là đặc biệt ở đây đó là cái gì cũng vậy. Cái hiểu của con người phàm phu mình thì nó cũng có giới hạn, cũng trong cái nằm ở trong cái phạm vi của một cái hiểu của người phàm phu mà thôi. Cho nên cái hiểu biết của mình nó chỉ là tương đối, chứ nó không phải là tuyệt đối hay đúng hết hoàn toàn được. Vì vậy cho nên là cái người mà học Phật Pháp, tu trong Phật Pháp cũng vậy. Thì theo con nghĩ rằng mình hiểu được Phật Pháp càng nhiều thì lại càng tốt. Hiểu được càng tốt. Nhưng mà đừng đập tập cái tâm của mình cố chấp khư khư bất cứ một cái gì, mà để rồi cái đó mình nhìn nó không được sâu và rộng, để rồi là
không có ai sửa chữa trở thành mình bảo thủ cái quan điểm của mình thì nó không hay thôi. Nhưng mà học Phật Pháp thì cũng nên học cho được nhiều, để rồi chúng ta có cái so sánh, chúng ta có cái nhìn đa chiều, để rồi từ đó chúng ta mới có thể tập cái tâm của mình hiểu rộng, hiểu sâu, nhưng mà mình cũng không có cố chấp ở trong lòng. Còn cái người mà do rằng là họ hiểu ít quá, cho nên là một cái gì đó họ chấp khư khư, thì cái khư khư đó họ dễ dàng đi đến cái sai trái, họ không hay, không biết, vì họ nghĩ cái của họ nghĩ là đúng. Nhưng mà nếu mà mình nhìn đa chiều chút, có lẽ là mình dễ dàng hỷ xả cho, dễ dàng nhìn ở góc độ này hoặc nhìn góc độ kia, thì chúng tôi nghĩ rằng nó đúng, nó đúng. Như vậy thì học Phật Pháp nghĩ rằng là mình làm sao để rồi là mình hiểu sâu và rộng, nhưng mà mình không có cố chấp, không có cố chấp, không có khư khư bảo vệ cái quan điểm của chính mình. Còn cái người học Phật Pháp mà để có cái tâm thoáng như vậy đó, thì chúng tôi nghĩ rằng cái người đó họ phải nhị nhiều cái, thấy nhiều cái đa chiều ở trong cái vấn một vấn đề mà họ cần phải hiểu. Cho nên là khi mà họ nhìn như vậy thì cái tâm của họ sẽ thoáng hơn, thấy như vậy. Thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa hỏi. Con xin được chia sẻ bấy nhiêu. Kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Sa thú kính trình Thượng Tọa Pháp Tân. Thượng Tọa Tề Quyền ấy, Thượng Tọa có còn ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Tề Quyền nghe được, xin kính trình Thượng Tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 5. Cũng là câu thảo luận sau cùng. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Tề Quyền, Thượng Tọa có mặt ở trước máy và nghe được không? Dạ. Thượng Tọa Tề Quyền, chúng ta thấy ở trong kinh Metta Sutta, kinh Từ Bản, thì Đức Phật Ngài có dạy rằng một người mà muốn phát triển tâm từ thì cần có nhiều cái đức tánh, và một trong những đức tánh đó là người nhu thuận, nói không có kiêu mạn. Thì Thượng Tọa nghĩ tại sao cái sự tu tập tâm từ ấy, nó lại liên quan đến cái đức tánh nhu thuận vậy đó? Kính thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sư Khai Giá. Dạ, quý vị nghe rồi, dạ cảm ơn. Con kính để cho tăng kính chào đến quý tương lượng cùng chư Phật tử. Dạ, xin ở đây hỏi rằng Đức Phật dạy Metta Sutta trong kinh Metta Sutta, Đức Phật dạy người muốn phát triển cái tự tâm phải cần có đức tánh nhu thuận. Có thật như vậy á? Cái tự tâm nó đối diện với cái sân tâm. Nếu như cái người sanh thì không có cái đức tính nhu thuận, không có đức tính. Nếu như không có đức tính nhu thuận thì sẽ khó có đức tính tự tâm. Mà đã có đức tính tự tâm thì sẽ có đức tính nhu thuận. Bởi vì cốt điều, nếu mà để làm một cái người có đức tính tự tâm thì mọi chuyện, mọi hoàn cảnh, mọi lời nói, mọi hành động của người được người đó sẽ dễ dàng, nhẹ nhàng, không có chuyện gì. Bởi cái tâm mát mẻ bác cãi với mọi người, cái tâm nó hài hòa như vậy. Và cái tâm nó hài hòa mà nó nhu thuận như vậy thì kính thưa quý vị, nó không thể nào mà nó có thể là một con người khoe khoang, hay con người ngã mạn được, hay con người thể hiện cái giá trị thể hiện thì không có. Bởi cái giá trị thể hiện đó, nó mang tính so sánh hơn. So sánh hơn như vậy thì nó mất đi cái đức tính tự tâm.
hay hoặc là thua mà ý lại là thua bằng, ý là bằng hoặc hơn, ý hơn, vân vân. Thì cái trạng thái đó đó, nó làm cho tâm không còn một cái sự nhu nhiến nữa, tâm không còn một cái sự ngu thuận nữa. Cái nhu thuận, cái nhu tâm nó không có. Cho nên vì vậy, cái sân là chuyện đó không có, nhưng điều mà có cái sự so sánh theo đó cũng là một điều mà nó không có chấp nhận được. Đối với người có tự tâm là một cái trạng thái người ta hiền hòa, nhẹ nhàng, tự ái. Đối với cái người nói chuyện nghe dễ dàng với mình, cái người nói chuyện không nghe dễ dàng với mình, đối diện với cái đó là cảnh nghịch, cảnh cái lời nói, hành động hay là ý suy nghĩ của người mang tới cho mình, thì cái người tự tâm đều đón nhận. Rồi cái trạng thái mà người ta khen, hoặc là trạng thái người ta tăng bốc, người ta cũng như là đẩy đưa được tốt đẹp, thì người có cái tự tâm cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Thì đây chính là một cái yếu tố hết sức là đặc biệt, hết sức là tốt đẹp của cái người đã là có tự tâm, thì thời sẽ có dư thừa cái nhu thân, cái tánh nhu thực, và coi như là nhu tâm của mình. Bởi vì để được cái tự tâm thì nó, cái nhu thuận của tâm này nó rất nhẹ nhàng khởi sanh. Bởi vì tâm hiền hòa đối với mọi người, tâm hài hòa đối với mọi người, tâm coi như là dễ thương, dễ mến đối với mọi người. Và cái tâm mình ban rãi nó cũng rất nhẹ nhàng, người khác cũng sẽ dễ thương, dễ mến với mình. Phải nói rằng cái tác dụng của tự tâm nó rất là lớn đối với mình, với người, và cũng như là nó tạo một sức hút rất là mạnh đối với cái người khác, đối với người đối diện. Và cái điều này cũng rất nhiều. Khi mà mình đi gặp những cái chuyện mà chẳng hạn như là giấy tờ đối kháng, hoặc là gặp những cái chuyện đối kháng á, mà chúng ta cảm thấy nó khó khăn, rắc rối đó, chúng ta nên niệm cái tự tâm. Nói rằng niệm cái tự tâm á, thì người ta nói rằng cái từ trường của mình nó sẽ ảnh hưởng đến người ta. Nói như vậy thì nghe nó rất là lạ, nhưng quả thật thì nhờ cái tâm từ đó đó, nó cũng cảm thấy rằng nó cũng ban rãi trong người. Rồi người ta nhìn mình cũng cảm thấy mát mẻ, nó cảm thấy mát mẻ, nó cảm thấy nhẹ nhàng. Chứ không phải là mình đừng có tạo một cái sự lo sợ, mình tạo một cái sự khổ sở trong lòng, thì họ cảm thấy cũng khó có một cái tác động, một cái điện từ nó ổn định được. Bởi vì người mà có cái từ tâm á, thì người nó chẳng những nhu tâm nhu thuận rồi, mà nó còn có một cái, bởi vì tâm nó sanh sắc tâm, nó thể hiện sắc pháp sắc nghiệp, mà nó cảm thấy con người mà nó mát mẻ, nó dịu dàng, nó nhẹ nhàng vô cùng. Thì chúng ta cũng nên phát huy khi chúng ta gặp những khó khăn về điều kiện giấy tờ, hay là về cái điều kiện đối lưu đối giao gì với người, mà gặp cái sự khó khăn, thì chúng ta nên niệm cái tự tâm, để chúng ta sẽ có cái tánh nó nhu thuận, để chúng ta có cái tánh nó hiền hòa, thì chắc chắn là chúng ta sẽ được an lạc. Và kính bạch thượng tọa, con có đo được trường hợp như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính mong thượng ngài. Nam mô Phật A Di Đà. Sa thú kính trình sư tòa, tùy quyền đại đức Pháp Tính đây. Đại đức Pháp Tính có còn ở trước máy và nghe được không? Biết được xin thỉnh đến đại đức tùy cho cô thư luận sau cùng. Một lần nữa xin hỏi đại đức Pháp Tính có mặt ở trước máy và có nghe được không? Thưa quý vị, có lẽ đại đức Pháp Tính không nghe được. Ngày hôm nay chúng ta tiếp theo hai cái thuộc tính là nhu tánh và nhu tâm. Thì chúng ta biết rằng ôm lại đó là chúng ta học vào cái hình thức vĩ mô. Mặc dù nãy giờ chúng ta nói về cái đại loại nhiều, trong phần thảo luận nói về đại loại để chúng ta có thể
hiểu về cái mặt ngoài của cái sự nhu là mềm mỏng trên phương diện tâm lý. Nhưng mà thưa quý vị, để hiểu được cái đặc tính này trên phương diện vĩ mô thì chúng ta nên phân định rõ là nhu tánh và chủ tâm là đối ngược lại với cái sự cố chấp cứng nhắc của tà kiến và ngã mạn. Khi mà đối diện như vậy đó, cái tâm của chúng ta ở trong cái tình trạng ở trong một cái điều kiện tương đối là chúng ta gọi là dễ nghe, dễ tiếp nhận, dễ chuyển hóa. Cái chữ dễ ở đây nó là một cái yếu tính rất là đặc biệt. Trong cuộc sống này, thưa quý vị, có những cái trạng thái mà rất là khó cảm nhận trong quan niệm bình thường. Thế nhưng nó lại có một cái lợi lạc rất lớn. Ví dụ như là người ta nói rằng một cái người quân tử có lúc mềm như hoa, có lúc cứng như đá. Cái mềm như hoa là trạng thái nhu nhuyễn. Và trong Phật học thì cái trạng thái nhu thuận nó mở cho chúng ta cái cánh cửa để đi vào bốn pháp vô lượng tâm, là từ bi hỷ xả. Nếu mà tâm của chúng ta lúc nào cũng cực đoan, cũng cứng nhắc, cũng cố chấp, thì chúng ta khó tu tập tâm từ. Chúng tôi ở chùa lâu quá, chúng tôi thấy những người nào mà cái tâm hùng hậu cố chấp rất khó để họ trữ dưỡng cái lòng từ bi. Bởi vì đặc tính của bốn vô lượng tâm, mở đầu là tâm từ, đó là sự thân thiện. Thân thiện nó cũng là một trạng thái ôn hòa. Mình cứ tưởng tượng đi, một người lúc nào cũng khó khăn với người khác thì người đó khó tu tập tâm từ. Ở trong kinh Từ Bi lại nói đến một cái tính khác mà chúng ta thấy là cái người tu tập tâm từ cần sống tri túc, dễ nuôi. Chúng tôi chưa thấy ai mà khó nuôi mà người đó có tâm từ hết. Có nhiều người ăn thì gây khó khăn đủ thứ cho cái người nấu, đòi cái này, đòi cái này được, cái kia không được, làm mệt mỏi khó chịu. Những ông chồng mà luôn luôn khó tánh với bà vợ ở nhà, hay là một người chủ luôn luôn khó cách tánh với người làm công, hay là khách hàng luôn luôn khó tính với người chạy bàn, một nhà sư luôn luôn khó tánh với Phật tử, thì bảo rằng mình sống như vậy mà mình có được cái tâm từ nó khó lắm. Bởi vì cái sự nhu thuận nó mở cho chúng ta nhiều cánh cửa rất là lợi lạc. Một trong những cái cánh cửa lợi lạc này đó là nó cho phép chúng ta tạo cái nền tảng thích hợp để làm trưởng dưỡng những cái chuyện pháp khác. Ngày xưa thưa quý vị, khi chúng tôi còn nhỏ đó, chúng tôi có nghe ông ngoại nói một điều mà nhỏ chúng tôi không quan tâm lắm. Chúng tôi nghĩ là chuyện đó nó không có cần thiết. Thí dụ ngoại nói rằng một ở trong những điều mà làm ruộng hay là vườn mà cần đến cái sốt. Thí dụ mình trồng cái hôm khoai mì, nếu biết cái khoai mì họ cắt được gọi là cái hôm để mà trồng xuống nó lên cái khoai mì. Mà nếu đất nó không có sốt thì nó
cái củ đó nó không lớn được. Khi mà mình cấy lúa cũng vậy, tại sao người ta phải cài được phải bừa rồi phải trục nó lớn được nó mới lên được. Không có ai mà trồng lúa trên đất mà đất dẻ đất cứng mà lúa lên được. Thì chứ là nghĩ rằng ở trong thiên nhiên á, ở trong thế giới của thực vật á, như là trồng làm vườn hay làm ruộng mà cần đất xốp thế nào, thì cái đời sống nội tâm của chúng ta có những trạng thái mà nó rất cần một cái tâm hồn nhu thuận. Cái nhu thuận nó giống như đất xốp vậy đó. Dạ, ví dụ như mình nói tu tập từ bi hỷ xả, tâm từ là sự thân thiện, mong cho muôn loài được an vui. Tâm bi là sự cảm thông, mong cho muôn loài được hết khổ. Tâm hỷ là sự hòa vui theo hạnh phúc của muôn loài chúng sinh. Và tâm xả là sự an nhiên, không có cực đoan trước những cái khiếm khuyết bất toàn của cuộc sống, bởi vì mỗi chúng sinh có nghiệp. Thì nếu chúng ta nghiệm lại cả bốn cái trạng thái này đó, thì cái chữ nhu nó đều cần. Khó có tưởng tượng một ai đó tính từ bi hỷ xả mà thiếu ôn nhu, thiếu tính nhu thuận. Thì giống như là mình trồng lúa thì cần cài bừa ra trái đất nó xốp. Dạ. Quý vị nào mà ở miền quê mà khi mà quý vị biết về việc trồng trọt, mà nếu chúng ta trồng mà nó đất nó cứng, đất dẻ quá, lúa không tốt. Thì đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ trong bài học ngày hôm nay. Xin được kính trương chư Tôn Đức Đã Vào Rung được thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú Thanh Thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rum. Chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ớp sư ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên hành. Kính chúc quý đạo hữu lắm luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đầm thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bổn Thầy. Con thành kính tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.